Đại diện Việt Nam rách quốc phục trong đêm chung kết Mr. Global, lộ điểm nhạy cảm khiến khán giả đỏ mặt. Tối 15 tháng 3 giờ Việt Nam, chung kết Mr. Global Nam Vương Toàn cầu 2021 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Tây Ban Nha, Miguel Carrasco. Đại diện Việt Nam, danh chiếu Linh gây bất ngờ khi đoạt ngôi Á Vương 1. Bên cạnh thành tích, đại diện Việt Nam cũng thu hút sự chú ý khi gặp phải sự cố trên sân khấu. Cụ thể, trong phần trình diễn quốc phục, danh chiếu Linh đã bị rách đồ, khá loay hoay trên sân khấu. Ngoài ra, thiết kế thiếu kín đáo còn khiến đại diện Việt Nam lộ vòng ba khá phô phang. Trước đó, trong một số khoảnh khắc hậu trường, danh chiếu Linh từng để lộ vòng ba trong bộ trang phục mang tên con rồng cháu tiên. Danh chiếu Linh sinh năm 1996, cao 1m85 và nặng 83kg. Anh được biết đến với vai trò người mẫu, sở hữu số đo hình thể 107-79-100.